Sò tay trao thanh lại bong mẹ biển nòng. Mời biển nòng bứng le chương trình quan tay không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên. Cuồng chương trình tên nỉ, xung khỏi sò trên hò tinh lại bong mẹ biển nòng chưa bay tèm sương lặng. Phân côn hằng mi để đầy, cắp hay xuân phòng chu hân. Là suốt chương trình, mẹ ngon xào hà, cỏ xà bờ mày, mây bị nồng bứng le bay tèm. Lăng tì té bay già, chép đu, chép lằng, đu hắc, đu tó, khòng thông quang, vận là. Khai nì mây bị nồng bứng le chương trình, chương bị nồng hạc dường, chóng hanh sổ khoa học kỹ thuật khẩu dê dườn, lại bò hải bè na tỉnh Điền Biên, cò hụt khẩn dê thăng. Bên phương côn hàng mi đề đầy, ngày nặng toán tin khòng trầu. Sau có cánh đàng có phong hanh, tạp bên luông biến mở, mà khay cuồng dê dườn hay na nặng cuồng phồng. Từng bát tàng tánh luông tiếng xa, khẩu nằm phưa ly, ma manh tành tàu, khòng điền biên, nặng trơ lạt, cuồng cánh nọ tình. Sông khỏi mê nham mưa giảm chảy tành liền phu vồng mà bè kinh tế khòng nông lo vằn bắc dấu bản na luông xã na táu thanh phố điền biên phủ nằng khung tiền quảng cài giảm hecta bưng cỏ phục cỏ ma kiềng ma uổi bền ma lầy ngà cống tỏi lung bắc chưa đầy lang đi quần khải quảng phu có kiến ma hư đẻ viên thòn ẩu luông hồ trang sổ khoa học kỹ thuật khẩu phu bồng cánh khua đù con mết nỏ lựa ẩu chừa phan tàng tì có kiến ma trắng hờ nằm nắc sùng tính đù bì nỉ xuân có kiến ma khổng lung bắc chi thủ đầy giáo sóng hỏi họt xám hỏi chiều mặn ngơn là càng sọ càng tang này. Thứ nhất là thứ sáu má là vốn liếng, thứ sáu má là kỹ thuật nữa. Anh đây chỗ của bà hết mi, đằng má là qua tìm hiểu lại văn đại phương lại vòng ải lại nông phải kể nói chung là phải kể giúp lứa chỗ cái tiếng giết để sáng khánh ấy. Sổ mê tình hay bô cò cà phê lung Hà Văn Hoan. Số tổ dân phố xí thị trấn Mương Ảng bu chằm hỏi nâng câu cò ma kiềng chằm sòng hỏi câu cò ma phục diễn ma phục vừa khèo ma phục thái qua kèm cắp cò cà phê khòng chu hân cắp lung bùn khải quảng ma manh tành tàu bè sờ lung hoàn lưng chơ rủ cho tàng cuốn phần phòn phồng phầy phà cánh phán cuốn phần hở cò mày vầy khua đủ đi xuân cỏ kiền ma lung cỏ phải ngân o dệt hồng cái nằm ma phà cỏ mày nhơ hù trang xảo hà chờ phăn cỏ bốc bồng cỏ bê xương khua đủ men tòi kỹ thuật cỏ kiền ma khổng chu hân lung cỏ bòm bền ma lầy ma phàn kiền chẹp đẩy dần bay cuồng phồng nát mặc sân nằn vỉa khải mát núi cỏ ngài tỷ xưa bản băng mỏi bì hở thu nhập cài dòng hoa chiều mằn ngân hiện nay nhà tôi thì trồng lẫn cà phê với cây ăn quả là 2,5 cây nì chu hân khỏi phu qua cỏ cà phê cắp cỏ kiền ma lò sòng phải hạ hecta khỏi men côn phu cỏ mắc kiềng mắc phục cón xưa nàng nỉ bứng le trùng có mày mà pê đi chu cỏ kiền ma cỏ chọp cắp luông hòn nào phồn đét cánh năm tin mương ảng bưng pì cài ma chu hân khỏi cỏ hiệp thù để té hỏi nưng hạ xếp triệu họ sóng hỏi chờ mặn ngân bị nâng.
sông khỏi mưa giảm hay bu cò hăm buống phòng chú hơn lung quang phần công số bản đứa xã Mương Khòng huyện Tuần Giáo cò pe xương lại chú hơn ứn số bản đứa có nì chú hơn lung công cò mèn chú hơn cạt hay bừa quay bì trắng cong giá to dệt na bu khẩu bu nằm mắt cò nặng hay sơn nằm nằm nắc để nổi bố để lại ngân tiên như chóng hanh ép hiên cánh cầm quyết biến mở luông dệt sườn nhảy mắt bu mày ten phá hền đầy đìn nặng nỉ cho cắp cò ham buống bì sòng phăn bài xếp hạ lung công cò trên cài 3 hecta đìn na bu khẩu cánh đìn hay ly mắt bu cài hốc phăn cò ham buống khay nỉ cò ham buống sông cài hạ họt hốc thưa bón tờ tiền chăn cỏ mày khẩn sùng té pét họt xếp thưa khăn khang hởi hiệp thù tòi lung công bu cỏ bá mi lại khủ lời đì mi lời đì hở bản mương cỏ mày khèo dệt hôm cánh tạ bón kiền rú cơm rền nhăng tạ thủ nhập hở côn bu bồng vừa xin bón tờ tiền vang hửa lung có bòm bu mày ten phá chào đó thì nó có bụ là có khẩu có mất có sau thời gian đó vẫn bụ đó là bụ là kỳ vụ đó vẫn có bạc màu xe bút bụ đấy nhưng đó có mấy chương trình đó chào đó có mạnh dạn đầu tư khoảng mưa mua cây con giống mà là mất bụ sau là thời gian bụ kỳ pí đó có là có mày đó vẫn có phát triển là rất là tốt đó là tầm tôi khỏi nghĩ đó có tầm tầm ship lại thì mới đó vẫn có may anh có chất phát triển đó là có thể là kiếm để thu nhập và vẫn sữa có là có cây ngô khoai sắn chớ tập bút để trâu ăn mưa giảm xuân phố cỏ kiền ma khổng lung quang vần liêu số bản bó xã Bá Hoàng thành phố Điện Biên Phủ lung liều tần lau luông chóng hanh dề sườn khổng trầu o ma cánh nhớ gần nàng toan đình Bá Hoàng nhăm nóm cầm lung chóng hanh dề sườn cắp lại ngành nghe té tảnh liềng sát xính dề sườn hệt na lèo bày dề chàng ha phà kinh tế chu hơn cò bao hụt gần hàng mi hền bò mè quần xã ẩu cò ma cai ma bu bồng chọc cắp luông họt nào phồn đét ma cai núi nhớ kiền chẹp khải tề ca cà con khải tẹt tiêng tỉ sòng văn bài xếp hạ lung quyết định sửa cài hỏi nừng câu cò ma cai ma bu lằng xảm pì bu bồng cánh khua đù cò ma cai cò hở hiệp thù té nằn họt khẩy mỏi pì chu hân lung thù ma mơ cài 30 triệu mằn ngơn vụ cỏ ướn đó mất cờ bất hợp lìn ông má là khay đó chẳng má pu còn cai đó mất cờ chẳng hợp thế cờ chẳng khai đẩy đó mất cờ áo biển ca nâng mai nè còn cỏ ướn đó mất cờ bất biển ca này nó cờ bơ pu đẩy ở với khai cái lạp đó cờ biển bất đẩy bay lại sau cả há màu cắp xuân thôi đầy cán bộ xã trên báo cánh cài le tivi đọc bập sử lung mì rú bản giảng xã Quai Nửa huyện Tuần Giáo cò nát chờ cắp cò mắc cà tảng cò đầy khép men tảng cò kiền chẹp mi lại dinh dưỡng cài chu tảng mát núi cánh lung có quyết định ẩu trầm hạ xếp cò mắc cà mắc phu khảo bứng nặng tiền hay mắt cò cánh hay ly khổng chu hân quyết định phu cỏ mắc cà khổng lung mì cò bò đầy côn hươn biển hồng họ xong sồm chờ năm tòi lằng hạ bì khua đù phùa mia lung lại viên cân kiền bấu òn non bấu đắp bừa và cỏ mắc cà bấu để lai tì
hư chù luông chóng hanh chi bình mưa báu họt bì sòng băn bài xếp bét chơ có mắc cà khổng chu hân lung có o bọ chó ma lèo hở hiệp thù chu câu kẹ khải để cà phùa mê lung cò muồn mưng. Đó là cũ cũ còn muốn có đó muốn khai dại với lại năng suất cho nên là dưa ta nhà có dưa lại hình với lại xin là lại nghiên đài phát thanh truyền hình các ba cái cán bộ xã kiểm lâm má vườn đồng vụ cây mắc ca này xin được khỏi là cũng tự hào là vừa là chạm tăng đường tại má ngay để nhận dự án nó khổ má dệt năm 2013 này. Có mắc cai là phú là tùy thứ hà chẳng đầy thù và xó sơ phương cỏ ứng đó là có đi vẫn vẫn khai vấn đại tên là dự án cho được một cơn test ship trơn khai nó là hỏi ít xó sơ cỏ ứng là bên quá đầy giá. Cấp hùa chờ dám ngắm dám dệt biến mở lang ngắm việt dệt khổng chu bò hay mẹt na tiền trừa cuồng giàn chi họt nặng tỉnh điền biển chi mở hương mi lại bò hay mẹt na hằng mi đi đầy cặp luông dệt dườn để lai đi có phong phân dệt biến thái luông dệt dườn hệt na phòng bản na nặng cuồng phòng. Chương bà mẹ chương biển nồng hạc dường té chào té đài ma vỉa dầu già bình khổng bò mẹ quân tay phân lại lò băng sớ luông hồ tràng bò mè há trên thải hở cằn cuồng đơi kìn rú sầu sổ bưng cỏ già bờ mày nằng bá pu bó cỏ đẩy pu cuồng hay xuần bòm cắp côn qua lại tàng già sơ cằn vầy dầu già bình cuồng ngon sò hồ mắc cỏ già bờ mày mượn nỉ xung khỏi sò trên họ tinh lại bò mè biên nòng luông dầu già bình chép đu chép lằng đu hắc đu tó khổng lung quang vằn lạ số bản tàu sau hòa thành huyền điền biển lung mệt nừng quầng chú côn hồ tràng giả lại tàng bình ma tang chép đu chép lằng đu hắc đu tó cắp bay giả trên lang khổng bọc mè quân tay cỏ để lang đì cánh tiếng ản. Chù tàng bình ma tang đu mệt nừng quầng vương tàng bình lưng bỏ lần xưa lọt nàng côn tuổi sùng mặc chép lằng chép èo hùa khấu cánh khà bó cò bừa dệt việt nắc cải hanh khở khang đu hắc chơ dệt vỉa chơ chép đu côn chép lưng hền chép hòn nặng khỏ tìn khỏ mư tả tìn cò kè mư chép hùa khấu khèn so chép lằng chép èo dệt tẹt ban họt vỉa kìn rú cánh bẻ ma chơ giả bình chù say giả lưng rủ lại tàng cỏ giả bờ mày qua giỡ cằn vầy giả cánh lại bay giả cột cứ đẩy lang tỉ sùng mi lại tàng cỏ giả mi cỏ giả hư o nằng him phá quần phá đồng lợt vu đán hình phòn o nằng him hồi him tang bó cỏ xuần quần hương xếp riêng nghe khổng ải ải bú tẹp bì bắt nừng cầu hỏi chê xếp dòng chân nằn lung trắng ngam sao lại bì tuổi bòm cắp luông nắt mặc nghe sắc mắn ép thàm lung quang vằn lạ rú bàn tàu xã hùa thành cỏ giả đầy hở lại côn chép
cấp chủ tảng bình dương chép mát giấy lằng chép tắp lần xưa lọt chủ bình tẹt ban họt đu tỏi lung lả bình tẹt ban họt đu lân hền nàng lại lan tuổi cánh các bưng cổ la cằn mi côn hư bừa cành khà tiền mư hắc mi côn hư chép đu bừa tuổi dùng cánh bình nào chạm phà bày dầu già nàng lại bón ha phà bó hóm ven tỉ bình chơ rủ già khổng lung trắng quần sàn bườn nưng bó cò trầm bườn nưng lò bình hóm phen mê côn hợp già cò tỉ văn cánh bó phà o lầu bai già chép đu khổng lung lạ hôm mi hạ tàng dương cò nhà khiền ền cò ền ón cò bo chúp cánh số nưng tàng cò ứn bừa bình chép đu tẹt ban họt lại bón ứn cuồng lắp mò phổ côn xương ền nằng dài thần kinh xương năn chơ đu hắc bó cỏ đu vói lưng chép mười bảy tuột lắp mò xương năn tinh mết bưng bay giả nỉ đẩy côn khoa dỡ cằn bó đầy lũ tàng tờ đối các bài già ma thang tu khổng nông lạ bấu cần tổm kiền trắng tẻ bọ sớ bón chép chứ là bài bài tu hát gì đâu mình quan trọng nhất là mình phải mới sám thứ thứ nhất đó là mình bài tu to có bài mai hỏi tu to bài thứ sòn đó mình ở học theo giả hở vẫn mình được sòn được đóng ăn thì mình chúc được đó sẽ rồi bài thứ sám đó mình hát êm trên sám thứ đó cũng có thể là mình bấm bang này nè bất gì bất dịch đều giản yên hốt thì na đâu là tướm là có nhà yên ón rồi canh bà có nhà khiến yên nó hạ thứ ở xa cần thì đó thứ ba là mình cũng có thể bấm bang này thứ ba giả đu hát hát đu hát đấy đều được sòn được lóng ha giả được sòn được đóng đều giả yên khát đàn ha yên khát đều yên hốt đàn không là phải mới giải giải lại nó khởm gian đấy đều khiến yên đó giản điểm đi phải điểm nát điểm tạo điểm nữa đó mình hao giả mình khiến gần đấy có giả khiến yên pháp bảo có nhà khiến cái thằng điểm đó khiến điểm nát thôi mình có thể bất khiến gần đây điểm đi bất khiến điểm nát điểm tạo khiến điểm này điểm nát khiến điểm nát tức là hạ thứ đó là mình giang đu hát đó là mình phải kèm tôi cần rồi bưng bai già khổng lung là hạ ngay trắng tròn to chu tàng bờ mày hạ bó cò bằn phạc lẹp ta khớ mi tàng sủ đề ngày chơi nhân tiếp vừa chơi năn già trắng cực đầy lan tì ha và chơi sủ già côn chép cần đầy căm dỗ nương tàng trường kiền xương nhớ mà nhớ mua nhớ quay tổ cùng cánh lần xưa lò bao đầy kiền lầu kiền bìa chơ kiền già mi quân là nửa hòn đã nó mặc căn mà mi quân là po hàng bữa hàng xe giá mười của căn mi quân po mừng sáu mươi của căn bắt đầu dò cơ điện nóng đạnh đấy rồi nên thế bà mân can bây giờ đó là nương là sưu kem tôm bát mất ta xong đó tổm nam cần mất uống nó là mục cho mục ra là gì nghe thế này kìm nhớ má nó mất là chết kìm nhớ quay nó mang yến hốt nhớ quay từ cùng mất là mang yến hốt nên đầu bia đó mất là hậu kìm ra mất hứa rồi mất chết suốt giáo nọ rồi tùy tòi từng tàng bình bó cò từng tàng già lựa ầu cò bưa bó cò bờ già mi tàng sổ đầy tinh cá cò hôm cò nhà cò biển trưa bó cò ẩu cò bờ bàn dê già mi tàng sổ bờ bó cò hạ dê già mi bưng tàng trắng hút ẩu hạ đối các bài già bình chép đu khổng lung lạ cò già ẩu ma trắng ẩu bờ bó cò bưa cò già và ẩu tinh cá cò chơ bọ chê xác sớ nửa nằng côn chép
bờ cánh bưa cỏ già đầy tằm le chè lẩu sao đổ và lẩu trắng già chi mìn xìa và lẩu kem cài chơ bọ già chi dệt hòn bô nằng nọ nắn o vỉa bọ già cần tể bọ mèn luông cánh mỏi tựa bọ già tể bọ nò sao dí chơ đông hô trắng tiến giả mớ. Bất chợt tôi vào đó mắn hát nhiều mưa, có phải ở hố dàn thả mắn quay nhiều mưa, hát khen phải mắn quay khen, hát khả giả cả mắn quay khả, hát của khấu mắn quay của khấu, tôi vào là bồng quanh chúa tổn thương, bảo bè tôi nói bữa này cái này mắn phải ổm quay cái mết, tôi vào hở mắn dàn hấp thụ cho cần, rồi chẳng đầy, bán hát đó thì tưởng hát khả đó hấu được bỏ tang tên cho bỏ tang cổng. Cái bò tang tên mình ngấm đúng ví dụ hắc khả nè và bò tang tờ đó mình dàn tốt của sự mình bơ ngấm đây tang còn khả mình nhớ nả đây nè có phải sao tang tên khả mình cần ngấm đúng cái đây ví dụ quay tên khả mình biết giả ý và chỉ là bò tang tên khả mình đang ngấm đúng cái và bò tang tờ thì mình biết tác dụng cứ miễn sao bò giả đó đưa trước cả giả ứng và giả khả đó mình là biết tác dụng tôi bảo tàu hở vẫn học bộ sao vẫn khởi cho được máu đầm đầu tầm hai mà đùn tưới sao thăng thăng chưa đâu giản khởi được cái tưới năm đầu sở họ dùng bằng đầu chứ không dùng bằng năm đó vẫn mặc cao giả vẫn mặc bút rồi giả mặc mìn ai lo vận trùng rú bàn tàu chép cọ kẹ tiền lại bị lèo lẳng chơ bỏ già khổng lung lả hột khay có hóm phen để bình bấu chép pe xương có nỉ lèo khỏi cửa chép xương khớp đi đấy là mình cơ khẩn hay cửa mũi cuối cùng mắc po để sóng sám tưa độ cửa nhăn bên vậy ý độ hay là mũi cuối cùng là khổ má rồi cứ ao năm đi rồi dò sớ đấy. Hiện tại khai cử đỡ hẳn nọ. Trơn men nắng chip ý cầu với nhang này khai được tao hành phải má này. Khai nỉ chạm và mi lại luôn dầu giả bình tàng mở. Ha và mi bưng côn chép đầy sủ giả bờ mày phải giả bình cánh hóm tì. Chơ sủ giả bờ mày bấu bền rằng. Tôi bị nói chung là bó bột trên viện thì được bùn bó mày khỏi lồm khen hắc cánh mưa cá hơn già bó bột để cầu mử lằng san nưng bó bột tẹt tiếng tu đẩy nghiên và hìa xây xà quang vạn lạ khỏi cò ma bọ cò già bờ mày tỏi luông uẩn pha khổng lung chơ bọ già còn ngài tì cánh bấu chép lại lèo. Tôi là bệnh nhân của lương y Quảng Văn Lả. Tôi bị ngã cách đây hơn 3 tháng. Nhưng mà do từ thứ sám khỏi ma già bình nặng lung lạ. Mỏi từ ma già mỏi bình la cằn. Từ nỉ khỏi ma bọ già bưa và lùm. Cái kỳ mư bọ già tiền khỏi cò bố chép lại heo. Bấu trong to già đầy bình mắt tan tu lung quang vần lạ nhăng tó đầy chu nhiều tình nhiều mưa bùn bốc mày cho chép sàng cánh khá xìa và bưng côn bền sương nặn đầy bày cá hơn già trắng dệt đầy vừa tẹt phan họt vỉa tó lầu khỏ ền sương lung quang vần sườn rú bàn tàu cách nghỉ cài sao bì chơi đàng lao thẳng còn nhà dệt tang mưa hay bùn bấu mày lung dệt mịt lút tắt khát nhiều tiền trầu hù lung lạ mi bai già tó đầy nhiều tiền khát sưng nằn lung cò hó nhiều tiền khát ma hươn. Tí ni đó mưa lao hay
mưa đào ai phát tang ờ phải cùng lo những mít xài phân sẽ tí ni nhiều tí ni đó đi khát khát rồi hẳn ở đây nè đi khát chẳng ngồi mà màu giả quang mà lại ờ mới to mới bọ sợ đấy được chẳng sòng sám chút đừng nên đi đấy cái đó cửa phải mà hoạt động bình thường đấy đi đấy cái đi hẳn đó cái nè cái má sinh hoạt bình thường này đó tí ni nè khỏi mưa pá khỏi đến khám may khỏi những mít phân phân cảng hào cái cùng tổ hợp phân mưu tổ nó chơi rõ nặng thì rõ nhân khát trong má thì khát khói đó rõ bông nghĩ chẳng đâu tống tỏi mất thôi khám mà xuống nông trai ôi tắt thẻ ảo là nó xin bảo ôi tắt thẻ ải tắt mất nước bầu xin là nhân xin ải ảo mới hơn đó xin ảo nhân đường khử nhân nhị trẻ mất ngôi mà xin là mất già thôi xám xí mưu thôi đấy giảm ngày đó nè. Bay già trên lang gồng lung quang vằn lạ, đầy xếp riêng cải lại lan, cánh tròi dừa lại côn, già tỉ bình, đầy tinh àn, cánh lang tỉ. Theo hướng dẫn của lương y Quảng Văn tạo ổn nó cũng thấy đỡ rất nhiều so với hôm trước.
Chương trình quan tay không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên hót nể sò sang cón và trên lai lầu chương trình mới biên hồng khẩu website dienbientv.vn, Facebook đài phát thanh kênh truyền hình Điện Biên, YouTube đài truyền hình Điện Biên, chôm tạc hạc sường.